Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin. Tổng hội người Campuchia gốc Việt ra mắt tên gọi mới, thu hút đông đảo bà con người Việt tham dự. Buổi công chiếu bộ phim Bố Hải của đạo diễn trẻ gốc Việt tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 9. Công nhân học sinh, sinh viên Việt Nam tổ chức gặp mặt giao lưu sau 30 năm sang làm việc và học tập tại Odessa, Ukraine. Thưa quý vị, liên quan đến những vụ việc người dân tụ tập đông người thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra. Theo quyết định này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Nguyễn William Anh, sinh năm 1985, quốc tịch Mỹ, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra cho biết, ngày 10 tháng 6, Nguyễn William Anh đã tham gia xuống đường cùng nhiều người tụ tập gây rối trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, quận 3, Nguyễn William Anh đã trực tiếp yêu cầu những người trong lực lượng chức năng phải di rời các xe đặc chủng để đoàn người đi qua. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyễn William Anh đã leo lên xe đặc chủng, hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn. Cơ quan công an xác định hành vi gây rối trật tự công cộng của Nguyễn William Anh là rõ ràng, có chứng cứ hình ảnh. Đối tượng thứ hai bị khởi tố bắt tạm giam là Trương Hữu Lộc, sinh năm 1961, ngụ tại quận Tân Bình. Theo cơ quan điều tra, Lộc thường xuyên livestream sử dụng mạng xã hội truyền hình trực tiếp, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, gây rối. Ngoài hành vi xúi dục, Lộc còn tiếp sức trực tiếp kích động người dân tụ tập gây rối những ngày vừa qua. Chiều tối ngày 10 tháng 6 tại thủ đô Phnom Penh, Tổng hội người Campuchia gốc Việt đã tiến hành buổi ra mắt với tên gọi mới là Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh, đại diện các chi hội ở các tỉnh, thành phố cùng nhiều bà con người Campuchia gốc Việt. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh đã đánh giá cao nỗ lực và thành quả hoạt động của Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia thời gian vừa qua. Việc hội được đăng ký chính thức trong danh sách hội tại Bộ Nội vụ của Campuchia là một bước tiến lớn, góp phần tạo nền tảng pháp lý cho các hoạt động của hội sau này. Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia có tên ban đầu là Hội Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2003, sau đó đổi tên thành Hội Liên hiệp Khmer Việt Nam tại Vương quốc Campuchia hay Hội người Campuchia gốc Việt. Theo quyết định mới, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia sẽ có 25 chi hội tại 25 tỉnh, thành phố của Campuchia và 5 chi hội khác trực thuộc. Hội sẽ có 7 ban là Ban Điều hành, Ban Văn hóa và Giáo dục, Ban Doanh nhân, Ban Thầy thuốc tình nguyện, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Người cao tuổi và 3 phòng là Phòng Hành chính, Phòng Tài vụ và Phòng Chương trình. Tại buổi lễ, Trung ương hội cũng đã trao bảng hiệu, logo và con dấu mới cho ban chấp hành 25 chi hội tại các tỉnh thành trên cả nước Campuchia. Tiếp nối thành công của lần đầu tổ chức vào năm 2016, ngày 17 tháng 6, cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 đã chính thức được công bố với chủ đề Tìm kiếm người đẹp Việt trên khắp thế giới. Điểm mới của cuộc thi năm nay là việc thực hiện dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Mỗi tập sẽ xoay quanh những chủ đề khác nhau trong việc xây dựng hình ảnh người phụ nữ Á Đông, đậm chất truyền thống nhưng vẫn tự tin và bản lĩnh trong kết nối, hội nhập. Cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức sơ khảo từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống. Đêm chung kết sẽ được tổ chức tại thành phố Quảng Ninh vào đầu năm 2019. Và tân hoa hậu cuộc thi năm nay cũng sẽ là gương mặt đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019. Ngày 18 tháng 6 là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày Tết Đoan Ngọ. Đây là một ngày Tết truyền thống tại một số nước Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên và Trung Quốc. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được coi là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng. Trong phóng sự sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về một nét ẩm thực đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam, đó là món bánh cho. Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông. Đoan nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Và ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Rượu nếp, bánh cho hay quả vải, quả mận là những món ăn và trái cây gắn liền với ngày Tết Đoan Ngọ.
người Việt Nam thường ăn Tết này ở nhà cùng gia đình. Việt Nam coi cái ngày ấy như là ngày giỗ mẹ, tức là ngày sinh nhật của bà Âu Cơ. Cho nên là bà Âu Cơ lại là tổ tiên của người Việt. Việt Nam là cái việc ăn bánh cho, là gần như chỉ ăn bánh cho hoa quả. Thì người Bắc này, thì cái lúc ấy thì buổi sáng ra, dậy ăn mất rượu nếp, ăn mấy cái hoa quả xanh. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Thế Long, trong dịp Tết Đoan Ngọ ở miền Nam, bánh cho có vai trò quan trọng hơn so với ở miền Bắc. Mặc dù vậy, tại Hà Nội cũng có những làng nghề và hộ gia đình làm bánh cho lâu đời. Gia đình bà Nguyễn Thị Hợi tại thôn Yên Thái, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, là một trong những gia đình như thế. Bánh do nhà tôi là tôi làm từ học từ của các cụ tôi ngày xưa cơ, chứ không phải là bây giờ, mà các cụ nhà tôi truyền thống là để lại là làm bánh do. Chỉ có Tết thì làm này, mới lại mùng 10 tháng 3 này, mới lại Tết Đoan Ngọ này, là gia đình làm là để ăn là chính, sau thì là để cho anh em bạn bè. Theo bà Hợi, làm bánh cho cầu kỳ ở khâu chuẩn bị nguyên liệu. Phải đốt vỏ bưởi, vỏ hạt thầu dầu phơi khô để lấy cho, rồi ngâm với nước và nước vôi trong nửa tháng để thu được lớp nước cho trong suốt, không cặn. Sau đó, lấy gạo nếp ngon đã vo sạch ngâm với nước này trong vòng 4 tiếng, thì gạo mới mang đi gói bánh được. Thành cái bánh giò này thì là nhiều công đoạn lắm, mà nhiều thời gian lắm. Từ làm nguyên liệu tự nhiên mà làm ra. Mà cái nước giò chúng tôi là phải lọc bằng cái mảnh vải cho nó trong đi, sau chan ngập đi. Chan trong vòng 4-5 tiếng xong thì gói. Gói lại phải đun 4 tiếng, hơn 4 tiếng thì mới được chín thành bánh giò đấy. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người Việt dâng bánh cho, trái cây hay rượu nếp lên ban thờ để tưởng nhớ tới tổ tiên, cha mẹ của mình. Theo quan niệm dân gian, ăn những món ăn này cũng là một cách để loại trừ các loại ký sinh có hại trong cơ thể. Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 9 đang diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay lần đầu tiên đại sứ quán Séc tại Việt Nam tham gia liên hoan phim và đã lựa chọn bộ phim Bố Hải của đạo diễn trẻ gốc Việt tại Séc Dương Việt Đức để tiếp cận công chúng Việt Nam. Vậy tại sao bộ phim này lại được lựa chọn? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây. Bạn con là ai đấy? Nó đi học với con cùng trường. Có tử tế không? Có. Bố mẹ bạn làm gì? Con không biết. Làm nhà băng cái gì đấy con không nhớ. Chỉ vẻn vẹn hơn 20 phút, bộ phim không có cao trào, nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm đối chọi dưới tầng sâu văn hóa và khoảng cách thế hệ. Đó cũng là thách thức rất lớn trong muôn vàn những khó khăn của cuộc sống tha hương mà thế hệ trẻ gốc Việt ở nước ngoài đang phải đối mặt. Ở đó có những đứa trẻ có thể nói tiếng Séc một cách trơn tru, nhưng đôi khi lại đánh mất đi sợi dây liên kết tình cảm và văn hóa với cha mẹ mình, những người đã đến châu Âu vào những năm 80-90 của thế kỷ trước và khởi đầu công việc kinh doanh trong các tiệm tạp hóa hay nhà hàng. Rất là khó khăn để mà làm sao mà những cái thế hệ thứ hai đấy họ có thể cân bằng được giữa những cái mà họ được hấp thụ ở một cái đất nước khác và những cái mà nguồn gốc của cha mẹ. Lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của gia đình mình, với những diễn viên nghiệp dư là bố và em trai ruột, đạo diễn trẻ Việt Đức đã thành công khi cộng đồng người Việt tại Séc đã phải thấy đâu đó hình bóng gia đình mình trong câu chuyện của bố Hải. Không kém phần quan trọng, bộ phim đã đem tới cho người dân bản địa những góc nhìn khác về cộng đồng người Việt tại Séc. Cảm giác thật tuyệt sau những nỗ lực của chúng tôi. Bộ phim được khán giả đón nhận. Nhiều khán giả đã cảm ơn chúng tôi về bộ phim. Nhiều bạn trẻ gốc Việt tại Séc cũng đã phải thốt lên rằng ở đây chính là một phần câu chuyện của cuộc đời tôi. Tại Séc, có rất đông người Việt mở các cửa hàng buôn bán giống như trong phim hay mở tiệm nail, tiệm chụp ảnh, nên người Séc chỉ biết đến họ là những người làm dịch vụ. Trong khi đó, người Việt lại không quảng giao với người Séc. Bộ phim này đã lần đầu tiên thể hiện một góc nhìn khác về người Việt, khiến người Séc thấy rất thú vị vì họ biết được nhiều hơn về văn hóa của người Việt. Thông điệp gần gũi, nội dung chân thực, phong cách thể hiện hiện đại qua từng cảnh quay chính là câu trả lời cho sự có mặt của bố Hải tại Liên hoan phim châu Âu Việt Nam lần này.
Bộ phim tuy ngắn gọn nhưng rất thú vị. Cộng đồng người Việt tại Séc hiện có hơn 80.000 người và bộ phim đã đề cập trực tiếp đến sự khác biệt và khoảng cách thế hệ của người Việt tại Séc. Nên chúng tôi đã chọn Bố Hải để trình chiếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, Bố Hải đã được trao giải của các nhà phê bình phim Séc cho hạng mục phim hay nhất không công chiếu rạp. Bộ phim cũng đã đánh dấu cho sự thành công của đạo diễn trẻ 9X gốc Việt tại Séc với góc nhìn đề cao giá trị cội nguồn của người Việt ở nước ngoài. Ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Những Người Đã Từng Sống ở Odessa đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt với những người từng lao động và học tập tại Odessa trong 30 năm qua. Tham dự buổi lễ có ông Sokop Lias, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Việt Nam, các nguyên đại sứ Việt Nam tại Ukraine các nhiệm kỳ và hơn 150 anh chị em là những sinh viên, công nhân đã từng học tập, công tác, lao động tại Ukraine. Vào ngày này 30 năm về trước, 300 công nhân Việt Nam đã được cử sang làm việc tại nhà máy giày da Odessa. Họ đi lao động theo Hiệp định Hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô cũ. Sau khi Liên Xô tan rã, một số công nhân vẫn còn ở lại Odessa, nhưng có nhiều người đã trở về nước. Mặc dù sinh sống ở khắp các vùng miền ở Việt Nam, nhưng mọi người vẫn thường xuyên liên lạc, động viên nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tôi hân hạnh là một trong những cán bộ của Đại sứ quán ta đầu tiên tiếp nhận những đoàn công nhân Việt Nam sang tham gia cái chương trình hợp tác lao động giữa Việt Nam và Liên Xô cũ. Trong những năm tháng vừa qua vất vả Odessa, chúng tôi cũng cùng những bà con Việt Nam cùng nhau đoàn kết, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau làm việc vì lợi ích của mỗi một cá nhân, vì lợi ích của gia đình và vì lợi ích của dân tộc ta. Cho nên hôm nay trở lại đây gặp lại những người bạn Việt Nam, tôi vô cùng xúc động. Chúng ta muốn tạo một cái sân chơi, một sự kết nối để là cái cầu nối cho những người đã từng về Việt Nam rồi và những người chưa về Việt Nam. Nó thành cầu nối giao lưu giữa những người ở Odessa và những người ở Việt Nam. Đồng thời là những người Việt Nam đã về rồi ở trên toàn quốc tìm đến nhau, có một cái sân chơi để giao lưu, thăm hỏi, động viên lẫn nhau và học hỏi lẫn nhau. Ấn tượng và gây xúc động nhất tại buổi gặp mặt là chương trình giao lưu giữa các thế hệ trong 30 năm. Tại đây, mọi người đã cùng nhau ôn lại những câu chuyện từ lúc khó khăn bỡ ngỡ khi đến Odessa, Ukraine, đến lúc chia tay về nước lập nghiệp. Sau 30 năm gặp lại, những cảm xúc một thời tuổi trẻ, sống, học tập lại dâng trào trong mỗi người. Hôm nay chúng tôi hội tụ ở đây cùng chung một nhịp đập nhớ về kỷ niệm 30 năm của ngày xưa. Tôi rất là hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy bạn bè của tôi, sự trưởng thành của các anh em, bạn bè, từ các đồng chí lãnh đạo cho đến nhân viên, công nhân và toàn bộ các bạn học sinh, sinh viên nỗ lực lớn để về đất nước, góp phần mình nhỏ bé để xây dựng đất nước Việt Nam mạnh mẽ hơn. Hôm nay đến đây được gặp lại những người thân quen, những người mà đã từng sinh sống một thời ở Ukraine, thành phố biển thân yêu, thì tôi cảm thấy rất là xúc động và những cái hoài niệm, những kỷ niệm xưa lại ùa về trong tôi, giống như tôi đang được sống lại thời sinh viên của mình. Cuối buổi lễ là những tiết mục văn nghệ do chính những anh chị em trong hội biểu diễn. Những hoạt động như thế này chính là cơ hội để những người Việt Nam đã từng sinh sống, làm việc và học tập tại Odessa, Ukraine cùng nhau sống lại những ký ức đẹp, đồng thời chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm trong cuộc sống. Từ đó đoàn kết, gắn bó để cùng nhau xây dựng cuộc sống và đóng góp cho quê hương, đất nước. Vâng ạ, những hình ảnh xúc động trong ngày hội gặp mặt của những người đã từng sống ở Odessa cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.